Chào các bạn nha. Ừ, bạn. Ngầu, bật chế độ ngầu. Tại sao phải ngầu đây? Hôm nay chúng ta nói về MacBook. MacBook quá. Thế cứ nói về MacBook là phải ngầu à? Đúng rồi. Thế ngầu là như nào? Bây giờ là phải cầm quyển sách như đây, này. Đây. Cầm. Đấy, đúng rồi. Cầm như này. Mở ra như này. Cái này là Coca mà. Không phải. Nếm thử đi. Rồi, ngầu, bắt đầu. 3, 2, 1, ngầu. Chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục Toàn Biết Công Nghệ trên TNC Channel. Giới thiệu với mọi người thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video này với cả một cốc rượu Tây ở bên cạnh. Nếu như mà anh em thắc mắc cốc này là cốc gì thì nó là Negroni nha anh em. Anh em có thể lên mạng để tìm hiểu về một cái loại rượu rất là dễ pha, chỉ cần London Dry Gin các thứ thôi, nên nó rất là dễ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề hơi bị nguy hiểm một tí, đấy là MacBook. Nên là giáo sư Sơn bảo là mình phải ngầu lên, mình không được cute, không được làm trò, phải ngầu, phải căng. Thế nên là nếu như mà hôm nay mình mà có lỡ thỉnh thoảng hơi cute một tí thì đấy không phải là mình cố tình đâu. Mình hôm nay mình muốn ngầu. Hôm nay mình muốn cho mọi người thấy Toàn Biết Công Nghệ có thể ngầu như thế nào đó anh em. Vào video nhá. Tốt, cắt, intro. Ngầu thế này khó quá anh em à. Nhưng mà thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng nói giống bình thường thôi, và tôi cũng sẽ gọi là thế nào nhỉ, tôi cũng sẽ cố gắng ngầu hơn tí thôi, chứ còn ngầu quá thì nó không giống tôi lắm anh em ạ. Thì như anh em cũng biết rồi thì tại sự kiện WWDC vừa qua ấy, thì Apple đã confirm rằng là họ sẽ bắt đầu sử dụng các chip ARM của chính mình trên các dòng MacBook mới, và dần dần sẽ không còn sử dụng chip Intel nữa, là dần dần thôi nha. Và ok, thì đây là một cái, đây chỉ là một cái thông báo của Apple thôi, thông báo kiểu vậy thôi. Nhưng mà quả thực sau thông báo này thì có rất nhiều thứ thay đổi, cũng như là sẽ có nhiều thứ để phân tích, và thậm chí sẽ có cả những cái thứ mà nó liên quan đến cả thị trường Windows mà chúng ta quan tâm hơn nữa. Vậy thì những cái thứ đáng để phân tích là gì, những thứ sẽ thay đổi là gì, thì chúng ta sẽ cùng nói ở trong cái phần tiếp theo của video. Điểm đầu tiên cần phải nói là nếu Apple không dùng chip Intel nữa này, mà chuyển sang dùng chip ARM của riêng mình, thì họ chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn trong việc chuyển những người dùng iOS hiện tại sang một hệ sinh thái Apple lớn hơn. Chuyện Apple muốn đưa khách hàng vào hệ sinh thái, qua đó trở thành khách hàng trung thành, thì quả thực là không mới gì cả, cũ như trái đất. Và cần phải biết rằng trong quá trình đưa người dùng iOS sang những cái nền tảng khác của mình thì Apple không phải lúc nào cũng thành công, và một chiếc MacBook chạy chip ARM mới là cần thiết để họ tiếp tục thực hiện công việc này. Tại sao lại nói là Apple chưa hẳn quá thành công trong việc đưa người dùng sang các nền tảng khác? Thì đây, mình sẽ đưa luôn một cái số liệu về thị phần của thị trường desktop cho anh em luôn. Tính đến tháng 5 năm 2020 thì như anh em đang nhìn thấy ở trên màn hình thì thị phần của hệ điều hành Windows chiếm gần 80%, và mức thị phần của macOS là 16%. Nếu như nói rằng 16% thì là nhiều hay là ít ấy, thì phải nói là nhiều, bởi thị phần của những hệ điều hành khác ngoài Windows và macOS khá là thấp. Nhưng nói gì thì nói thì con số thị phần của iOS trong thế giới smartphone là lớn hơn nhiều. Tính đến tháng 5 năm 2020 là 26,72% cho các thiết bị iPhone so với 30,18% của Samsung. Hai con số khi đặt cạnh nhau, gần 27 và hơn 30, thì nó sẽ khiến cho người ta thực sự phải nghĩ đến việc là ngôi đầu về thị phần của Samsung đã bắt đầu lung lay rồi trong thế giới smartphone nha. Và dù chúng ta có nói gì đi nữa, ví dụ như kiểu người ta dùng Windows hai mấy năm rồi, nên là macOS cần một cái thời gian nhất định để mà tăng thị phần vân vân, thì con số 16% ở thị trường máy tính cá nhân của Apple vẫn là một con số mà họ có lý do chính đáng để đưa nó lên một mức cao hơn. Gạt đi các con số mà nói về mức độ phổ biến đi, thì chuyên trang Business Insider đưa ra một quan điểm mà mình nghĩ là không sai. Đó là thị phần ở thị trường smartphone của Apple khá là khả quan. Ít nhất là nó khả quan hơn thị trường PC rất là nhiều. Quay trở lại với một chiếc MacBook chạy chip ARM đi, sự tích hợp giữa các thiết bị iOS và Mac này thì mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ tốt hơn rồi. Qua đó các app trên iOS hoàn toàn có thể chạy được trên Mac một cách native, tức là chạy nguyên bản tự nhiên luôn ấy, thay vì là chạy giả lập hay là bất kỳ một cái gì khác. Điều này có thể khiến cho một chiếc máy tính chạy macOS trở nên hấp dẫn hơn 100 lần và lôi kéo được nhiều người vào hệ sinh thái của Apple hơn, với sự thống nhất ứng dụng trên đa nền tảng. Điều tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu là hiệu năng của các thiết bị Mac dùng chip ARM sẽ ra làm sao, và chuyện mình nói rằng Mac có thể chạy được các ứng dụng iOS có nghĩa là như thế nào. Một cách cụ thể hơn, nếu anh em là một người dùng MacBook thì anh em có thấy hiệu năng của máy anh em nó có một cái vấn đề gì không? Khi anh em nghe trên các phương tiện truyền thông đại chúng là gì? Là wow, Mac Mini 2014 vẫn dựng được video này á. Đúng không bạn? Đúng. Mac Mini 2014 bây giờ vẫn dựng được video. Ừ thì cũng đúng. Các máy Mac nói chung thì cũng có thể coi là ổn định, làm được nhiều thứ. Nhưng mà
ở đây chúng ta có một chữ nhưng anh em ạ, ở đây chúng ta có một chữ nhưng, thế là toàn bộ những cái câu từ bay bướm trước chữ nhưng đều bị coi là xạo chó hết. Không, mình không xạo chó đâu anh em, mình không xạo chó anh em đâu. Nhưng mà nếu đã dùng MacBook lâu năm thì hẳn một lúc nào đấy anh em đã từng cảm thấy khó chịu vì nhiều khi Mac tản nhiệt cũng không tốt lắm, quạt kêu sót hết cả ruột luôn. Và dù có thể dựng video nhưng mà rồi một chiếc MacBook Pro phiên bản khoảng tầm năm 2017-2018 đôi khi là gặp trễ lag khi chúng ta kết hợp nhiều những cái ứng dụng văn phòng cơ bản để làm cùng một lúc với nhau. Không phải là mình chê máy Mac đâu, không phải là mình chê máy Mac, nhưng mà ít nhất đấy là trải nghiệm của mình. Tóm gọn lại là tốt nhưng mà nó không hoàn hảo. Việc chuyển đổi CPU trên các thiết bị MacBook mới hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cái hiệu năng trên các cái thiết bị này và mang lại cho nó một cái đẳng cấp mới về mặt hiệu năng. Đẳng cấp mới về mặt hiệu năng, cái này là Apple nói thế, không phải là mình bịa ra đâu anh em ạ. Thoạt nhìn thì thật là khó để hình dung thế nào là một cuộc cách mạng về mặt hiệu năng trên máy Mac nếu chúng ta vẫn gọi là chúng ta vẫn sử dụng những cái hiểu biết trước đây, những cái hiểu biết đơn thuần của chúng ta về CPU ARM và CPU x86. Về bản chất mà nói thì ARM cực kỳ hiệu quả về mặt năng lượng, tức là cùng với một tác vụ thì chip ARM sẽ tiêu thụ ít điện hơn so với cả chip x86, nhưng chip x86 sẽ phục vụ những cái tác vụ nặng và phức tạp tốt hơn. Đấy là lý do vì sao mà ARM lại là cái tên không thể thay thế đối với thị trường các thiết bị cầm tay nhỏ gọn như là smartphone. Còn x86 là thứ chúng ta đã và đang nhìn thấy trên màn hình máy tính Windows từ lúc chúng ta chưa hiểu gì về đời cho đến khi lên mạng dạy đời người khác build PC như ông này này. Đấy. Thôi tôi đùa thôi, tôi đùa bạn tí, tôi đùa thôi nha anh em, tôi đùa thôi. Hơi lạc đề một tí, nhưng mà lần trước có một số anh em yêu cầu là tôi nói nhiều và dài hơn. Thế nên là nói thật là tầm này tôi nói khoảng tầm 20 phút luôn để anh em xem, anh em kiên nhẫn là bao lâu, 20 phút luôn cho hoành tráng. Tiếp tục câu chuyện về ARM nhá. X86 và hiệu năng trên MacBook mới này thì như mình vừa phân tích thì anh em sẽ thấy hoàn toàn dễ hiểu khi những chiếc MacBook hiện nay cũng như chủ yếu các laptop hiện tại vẫn sẽ dùng CPU x86. Vấn đề nó không chỉ nằm ở bản chất của hai kiểu CPU là x86 và ARM, mà cũng vì cái thứ gọi là bản chất đó nên là chủ yếu các ứng dụng với nhiều phép toán và tác vụ đơn lẻ phức tạp đều sẽ dựa trên x86, qua đó mà không tương thích với cả ARM. Như vậy ở đây chúng ta có hai nút thắt cần phải mở, đó là vấn đề về hiệu năng và vấn đề về ứng dụng. Nhưng mà lại một chữ nhưng nữa. Trong thời gian qua, khoảng cách về hiệu năng giữa CPU ARM và CPU x86 cũng đã được rút ngắn cách khá là đáng kể rồi. Và câu chuyện CPU ARM không đạt được nhiều thành công ở thị trường Windows dần dịch chuyển sang lý do là thiếu ứng dụng hơn là vấn đề về hiệu năng. Và đến đây chúng ta có thể tự tin nói rằng đây chính là thời điểm để Apple cởi bỏ hoàn toàn cả hai nút thắt mình nói trên. Nếu như mà các thiết bị chạy Windows, kể cả đến như là máy của Microsoft làm đi chăng nữa, thì chip ARM cũng không phải là một lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên khi mà Apple nhúng tay vào thì nó là chuyện khác rồi. Thứ nhất là về vấn đề ứng dụng, Apple đủ sức thu hút các lập trình viên phát triển các ứng dụng cho chip ARM của mình, một chuyện mà thực sự họ đã làm rất là nhiều năm nay rồi. Thứ hai là nói sâu hơn về phần mềm ấy, thì trong tương lai nếu bạn là một người dùng thiết bị Apple thì bạn sẽ chìm đắm trong một thế giới mà ở đấy toàn là những cái phần mềm mà công ty này tự phát triển và đã, đang và sẽ có khả năng chạy đa nền tảng trong tương lai. Đơn giản thôi nhá, tất cả những cái ứng dụng nào mà có chữ Y ở đâu, tất cả các ứng dụng mặc định ở trên iPhone, iPad và MacBook, Safari, Final Cut Pro, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái ứng dụng mà Apple có thể tự phát triển được. Nếu như trải nghiệm đồng nhất trên các thiết bị của Apple hiện nay chủ yếu là đến từ sự kết hợp của các ứng dụng mặc định và cloud, thì hãy thử tưởng tượng là sự đồng nhất này xuất hiện trong tất cả những phần mềm khác mà chúng ta làm việc ở trên đó, từ những app xử lý tác vụ văn phòng cơ bản cho đến các app làm đồ họa. Khi mà Apple đưa ra động thái làm chip riêng thì nó đồng nghĩa với việc là họ đã tìm ra cách để tối ưu hóa hiệu năng của các ứng dụng trên tất cả các phần cứng rồi. Nhưng mà quan trọng hơn ở đây đó là Apple là một nhà sản xuất tự phát triển được các ứng dụng cây nhà lá vườn, nên tự bản thân họ cũng có thể hoàn toàn tối ưu cho nền tảng ARM mà không cần phải quá phụ thuộc vào bất kỳ một lập trình viên nào ở bên thứ ba, đúng không bạn? Đúng. Và điều này tiếp tục phản ánh lợi thế nhiều năm qua của Apple, đó là vừa có sức hút với nhà phát triển ứng dụng ở bên ngoài và vừa có khả năng tự phát triển ứng dụng của bản thân. Qua đó mà các lập trình viên coi việc tạo ra app cho Apple ấy là một công việc hấp dẫn, chứ không phải là một thứ mà họ cần phải cân đo đong đếm về lợi ích quá nhiều như mà khi họ lập trình cho các nền tảng khác, nhiều lỗ hổng hơn. Thứ ba, hãy nói về những cái CPU Intel hiện nay đang chạy trên máy Mac. CPU của Intel thì luôn luôn đòi hỏi nhiều điện năng hơn, qua đó mà sản sinh ra nhiều nhiệt hơn. Với việc đến cả một chiếc MacBook Pro cũng mỏng dính thì hiệu năng của các CPU này đôi khi có hơi không được ổn định lắm và nó bị giới hạn bởi những cái vấn đề liên quan đến pin và nhiệt năng. Đó là lý do vì sao nhiều người dùng như mình gặp phải những cái vấn đề về hiệu năng trên các máy Mac khi mà sử dụng lâu hoặc là khi kết hợp nhiều ứng dụng từ nhỏ cho đến trung bình. Như mình nói ở trên rồi ấy, khi Apple tung ra một CPU ARM thì khi đó họ hoàn toàn có thể tự chủ trong mọi khâu thiết kế và chế tạo. Hay nói cách khác là họ không cần còn phải phụ thuộc vào Intel để phát triển CPU cho các thiết bị đóng mát táo nữa. Họ đã làm điều này hàng chục năm rồi và bằng chứng là những con chip ARM trên iPad Pro hoàn toàn vô đối trên thị trường di động. Không hoàn toàn là nâng bi đâu nhỉ, nhưng mà trên thực tế thì chip ARM
cộng với một cái hệ điều hành tối ưu gần như là một công thức tạo ra hiệu năng ổn định cho các thiết bị của Apple, nhất là thiết bị từ iPad Pro trở xuống, khi mà nói về mặt kích thước ấy, kiểu iPhone hay phía ấy. Và đừng hiểu nhầm ý mình, Apple sẽ không lấy chip iPad mà lắp vào MacBook đâu, như thế kỳ cục quá. Phải nói rằng là ARM chỉ cung cấp cho Apple một kiến trúc để Apple tự sản xuất một CPU của riêng mình mà thôi. CPU này sẽ được tính toán kỹ để Apple có thể làm được nhiều việc cùng một lúc ở trên nó, từ tối ưu hóa hiệu năng, tối ưu hóa thời lượng pin, giảm tiêu thụ điện năng, và trên hết là tạo ra một cái phần cứng tích hợp chặt chẽ về phần mềm của thiết bị. Và đây chắc là cũng phải đến gần 10 phút của video rồi mà mình mới nói xong về phần hiệu năng thôi. Cảm giác hơi kiểu bị lạy Chúa tôi một tí, nếu có hơi lan man thì hết sức là hy vọng các anh em thông cảm. Mình thì mình không muốn nói quá nhiều về việc là hai chấm mở ngoặc kép, hiệu năng của máy rất mạnh, có thể cân đủ các game trên thị trường và đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu đồ họa ABCZ. Đấy, như kiểu ông này hay nói này, đấy, ông này rất hay nói này. Đấy, thì anh em xem review nhiều, chắc là anh em nghe nhiều, anh em nhầm tai rồi. Xin lỗi bạn nhá. Ok, quay lại video nhỉ. Chính vì việc giải thích hơi lê thê một tí nên là mình không thể nào giỏi review bằng giáo sư được, mà mình chỉ là người đưa tin thôi. Ok, sau khi nói chán chê về hiệu năng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích cho nhau hiểu về cái việc là ứng dụng trên iPhone và iPad sẽ tương thích lên một cái MacBook chạy chip ARM như thế nào. Anh em hình dung đơn giản như này đi. Thì khi iPhone và MacBook cùng chạy ARM ấy, thì điều đấy đồng nghĩa với việc là App Store trên Mac sẽ không còn nghèo nàn như bây giờ nữa, hoặc ít nhất là mình nghĩ nó nghèo nàn. Bây giờ anh em hoàn toàn có thể tải bất kỳ một app nào trên iPhone và iPad vào MacBook của anh em. Và khi anh em đang làm sở một cái chu trình gì đấy ở trên iPhone hay là iPad thì chẳng hạn, thì rất có thể là anh em sẽ tiếp tục làm được cái chu trình đó trên Mac cùng với một ứng dụng. Với một nền tảng phần cứng thống nhất thì tất cả mọi sự đồng điệu đấy nó cũng không tốn quá, nhưng không tốn của các developer quá là nhiều mồ hôi công sức gì cả. Cũng theo như lời hứa của Apple thì các ứng dụng hiện tại trên Mac cũng sẽ không bị drop, mà các developer hoàn toàn có thể port ứng dụng sang cái kiến trúc ARM mới, hoặc nếu không thì MacBook vẫn sẽ chạy được các ứng dụng chưa được port. Ông nào muốn app của mình mượt mà ngon nghẻ ổn định thì nên port sang thôi. Đúng là thông minh như Apple này. Nếu anh em lo ngại về vấn đề ứng dụng mình đang dùng không được port sang ARM thì sao? Và giải pháp rất là đơn giản thôi, mang tên là Rosetta 2. Cái Rosetta 2 này nó giống như kiểu một cái màng lọc, một cái màng lọc ấy. Như kiểu là anh em rót một cái ứng dụng Intel vào thì Rosetta 2 sẽ lọc ứng dụng này để nó tương thích với cả ARM. Và lớp màng này sẽ hoạt động theo một trong hai cách, hoặc là nó sẽ lọc ứng dụng luôn từ khi anh em cài đặt, hoặc là nó sẽ lọc theo thời gian thực luôn, tức là anh em dùng ứng dụng còn máy thì lọc trực tiếp. Thực ra là tại sao bạn lại cho tôi cái từ màng lọc nó cũng không chính xác? Thì nó là cái gì? Thực ra thì dùng từ lọc nó cũng không chính xác lắm đâu. Nó như kiểu một cái máy phiên dịch ấy. Phiên dịch. Nhưng mà dù từ gì thì từ, Apple đã cho chúng ta thấy là người dùng hoàn toàn có thể chơi game 3A ở trên MacBook. Ở trong sự kiện WWDC là Apple trình diễn cái game gì nhỉ? Tomb Raider thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhưng mà nếu tôi nhớ nhầm thì mong anh em thông cảm. Tất nhiên là khi mà chúng ta chơi game 3A trên MacBook mà chạy chip ARM thì tất nhiên là hiệu quả nó không thể đạt được cái mức cao bằng các dàn PC khủng của anh em hiện nay rồi. Những cái dàn PC ở PNC chắc chắn là chơi sẽ tốt hơn, nhưng mà ít nhất là ông phiên dịch của Apple đưa ra là ngon hơn so với ông phiên dịch bên phía Microsoft, vốn là một trong số những cái lý do làm nên sự chưa mấy thành công hoặc thậm chí là tạm thời thất bại của Windows 10 ARM. Và nếu nói về các ứng dụng cụ thể thì bộ Office đến từ Microsoft và bộ ứng dụng của Adobe hoàn toàn có thể chạy mượt mà trên các thiết bị MacBook mới, và điều đấy đánh tan tất cả những cái thể loại nghi ngờ còn tồn đọng của chúng ta về khả năng chạy app trên các thiết bị chạy ARM này. Và nếu anh em vẫn còn lo ngại thì Apple luôn luôn là một công ty gọi là thế nào nhỉ? Luôn tính trước những thứ lo ngại đó của anh em và mang lại cho anh em những cái thứ tốt nhất, và đó gần như là một truyền thống của Apple rồi. Apple hoàn toàn biết rằng một phần lớn khách hàng của họ là những khách hàng thuộc khối văn phòng. Thế nên đâm ra là cũng không lạ lẫm gì khi mà Microsoft cũng đang tiến hành tạo ra một bản cập nhật cho Office ở trên Mac, và qua đó thì Word hay là Excel hay là PowerPoint sẽ hoàn toàn chạy được, hoàn toàn native ở trên Mac ARM. Adobe cũng vậy, và Apple còn đang bắt tay luôn với cả Adobe cơ. Và hiệu quả thì như nào? Ví dụ như là một cái file Photoshop định dạng là PSD đúng không bạn? Ví dụ như là một cái file PSD khoảng tầm 5GB thì máy tầm trung bây giờ có thể xử lý được không? Chật vật nhưng mà vẫn được. Thì theo như cái hiểu biết của mình và theo như những gì Apple nói thì một cái file PSD khoảng tầm 5GB gì, ok, Mac ARM có thể chấp hết. Cả. Hai ví dụ trên cho thấy là Apple không phải tự dưng thích độc lập tự chủ hơn mà chuyển sang cấu trúc chip mới. Họ gần như coi việc chuyển đổi các ứng dụng từ CPU dạng này sang CPU dạng khác là một cái việc tối quan trọng cần phải làm. Và rồi thực sự là họ đã làm được điều đấy. Port được thì port ứng dụng sang, không thì Xcode, không thì Rosetta,
rồi còn hỗ trợ cả ảo hóa phần cứng nữa. Tôi nghĩ phần ảo hóa phần cứng khá là quan trọng. Và khen nhiều thì bảo là iFan. Đúng. Khen nhiều thì bảo là iFan. Tôi không phải iFan đâu các bạn. Chơi đồ hơi nhiều tí thôi. Chỉ chơi đồ Apple hơi nhiều tí thôi. À, nhưng mà đấy, nếu như mà tôi khen Apple nhiều quá thì anh em lại bảo tôi là iFan. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn nhận MacBook ARM dưới dạng một cái case study về mặt kinh doanh ấy, thì Apple luôn có những cái mô hình kinh doanh nó vừa chiều lòng khách hàng và vừa giúp bản thân sản sinh lợi nhuận. Và đấy là một cái kiểu gọi là business trong mơ của cả thế giới luôn ấy. Và nếu như coi chuyện Apple cải tiến dòng MacBook này như một case study thì có lẽ chúng ta cũng nên nhìn nhận sâu rộng ra bên ngoài thị trường một tí. Trong bối cảnh một tương lai mà ở đó toàn bộ lineup iPhone, iPad, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini và iMac đều chuyển sang dùng chip ARM là hoàn toàn dễ thấy, thì điều này cũng có thể tạo ra động lực cho phía Windows phát triển mạnh mẽ hơn nữa những thiết bị chạy chip ARM của mình. Hãy một lần nữa xem lại những nỗ lực liên quan đến ARM của phía PC Windows trong những cái năm qua. Chúng ta có Surface RT chạy Windows RT với CPU Nvidia Tegra 3. Chúng ta có Surface Pro X chạy Snapdragon 8cx tùy chỉnh. Mặc dù là tên nó cũng là tên khác nhưng mà thôi cứ nói thẳng ra là thế đi, nó chỉ là 8cx tùy chỉnh thôi. Qua bao nhiêu năm Windows chạy trên chip ARM thì nó vẫn là một cái thứ gì đấy, nó gắn liền với hai từ thất bại ấy. Vì tương thích ứng dụng kém rồi lỗi nhiều rồi vân vân đủ thứ. Nhưng mà bây giờ thì họ có động lực lớn hơn để port Windows lên ARM rồi, và với tiềm lực của mình thì mình nghĩ là Microsoft có thể. Cần phải nói thêm rằng tầm nhìn port Mac OS X lên nhiều CPU hơn là một tầm nhìn rất là thống nhất của Apple, đã được Steve Jobs đưa ra từ tận năm 2003 rồi, tức là 27 năm trước rồi. Mười bảy năm 2003 tức là 17 năm trước rồi. Tuy vậy đây mới là thời điểm để Microsoft nghiêm túc hơn về sân chơi ARM, nhất là khi Google cũng đã sở hữu những chiếc Chromebook có thể chạy cả chip ARM lẫn chip Intel, vì hệ điều hành của Google thì có gốc gác là từ Linux mà, đúng không? Những nỗ lực từ trước đến nay của Microsoft có phần nào đấy nó hơi nhỏ lẻ và nó cũng hơi phân mảnh, nhưng không thể nói là họ không có kinh nghiệm trong việc đưa hệ điều hành lên một kiến trúc chip khác. Dù những PowerPC, MIPS hay là DEC Alpha đều không còn tăm hơi gì trên bản đồ hết, nhưng mà ít nhất chúng có thể đóng góp cái vai trò là những cái lần thử nghiệm thất bại cho một cái tương lai phát triển tươi sáng hơn của Microsoft ở trong mảng phát triển chip ARM. Chính xác, một trong số những cái nguyên nhân Microsoft chưa thành công mấy trong việc tận dụng ARM chính đến từ việc là họ không tập trung vào nó, họ hơi kiểu bị bỏ bê nó một tí. Mà họ coi cái x86 như kiểu là một cái sân nhà ấy, nó đầy sự an toàn. Nó giống như kiểu là anh em mua nhà xong thì thay vì tiếp tục cố gắng thì lại có phần nào đấy hơi kiểu bị nghỉ ngơi buông lỏng một chút ấy. Thì giờ đây anh em thấy có một thằng bạn nó chuẩn bị mua đến ngôi nhà thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 rồi, anh em cũng sẽ phải có động lực hơn để mà đua tranh với nó. Mặc dù lúc nào lên trên mạng nó cũng bảo lương nó chỉ có 6, 7 triệu thôi. Đấy. Có đúng 6, 7 triệu nhỉ? Nói thế bao giờ chứ nhỉ? Đúng. Ok, và phần cuối cùng của video sẽ là nói về những hiệu quả kinh tế cũng như là lợi ích công nghệ mà Apple sẽ thu lại được từ những chip ARM trên MacBook của họ. Mặc dù tối ưu hóa năng lượng mới là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều nhà sản xuất chip hiện nay, nhưng mà không thể phủ nhận được là các vi xử lý dựa trên nền tảng ARM khá là tiết kiệm chi phí. Nhưng mà Apple thì vẫn hoàn toàn có thể có cơ sở để bán những cái MacBook của mình với giá cao, vì ba lý do. Thứ nhất là MacBook thì phải đắt, cái đấy nó là truyền thống rồi, đúng không? Cái đấy nó là truyền thống, MacBook là phải đắt. Thứ hai là x86 đang dần dài đi rồi, dần lão hóa rồi, và MacBook chạy ARM đang nổi lên để tiếp tục duy trì vị thế độc tôn cho máy Mac, tức là nó đang độc quyền rồi, thì Apple tiếp tục mở rộng sự độc quyền bằng cách giảm sự phụ thuộc vào các bên khác, qua đó có thể thu hút nhiều người dùng hơn, độc đáo các thứ hơn. Và thứ ba, đây là thời điểm mà Apple hoàn toàn có thể đưa rất nhiều công nghệ lên máy Mac của mình, đó có thể là UFS 3.0 vốn đã chứng minh được khả năng xử lý về tốc độ và sự tiết kiệm diện tích so với cả các SSD. UFS 3.0 tốc độ nó phải ngang với cả một cái NVMe tầm trung đấy nhỉ? Không, có khi phải cao hơn. Có khi phải cao hơn luôn à? Đấy là UFS 3.0. Ngoài ra còn gì nữa nhỉ? Đó hoàn toàn có thể là một cái RAM LPDDR5 thay cho những thanh RAM cũ. Tất cả các sản phẩm phần cứng này thì đều sẽ có mặt và không sớm thì muộn. Và về mặt timing mà nói thì rất là chuẩn khi mà Apple cũng đã chu đáo cung cấp cho các nhà phát triển một bộ Transition Kit trên một cái Mac Mini trên Apple A12Z, SSD 512GB và RAM 16GB. Như vậy khả năng là chúng ta không cần phải chờ đợi gì, mà cũng đúng như những cái chiếc MacBook trước đây thôi, chúng ta hoàn toàn có thể mua về xong rồi dùng luôn, không cần phải băn tăn nhiều, hiệu năng thì mạnh. Và một kho phần mềm đã được chăm chút đến khoảng tầm 70-80% rồi. Một thiết bị như thế thì mình nghĩ là không rẻ được, và thậm chí là có thể đạt hiệu quả kinh tế cao, mang lại lãi nhiều cho Apple tương đối ấy. Cameraman cho anh hỏi tí là 20 phút chưa nhỉ? Hơn 20 phút rồi cả, ui giời ơi, hơn 20 phút rồi cả.
Đấy, hôm nay giữ lời hứa với các bạn là tôi nói bảo nhiều tí. 20 phút là tôi bảo 20 phút, nói nhiều tí là nói đây nhiều là ngay. Tôi gọi là dự phòng sợ là anh em nói không hết 20 phút ấy. Thì để sẵn bộ Uno ở đây anh em chơi cho nó đủ 20 phút. Không nhưng xanh mà... này. Thôi xong rồi. Thôi hết 20 phút rồi cho nên là kết thúc video nhá. Anh em tôi chơi tiếp đây. Này bọn tôi chơi cái này không phải bọn tôi chơi bình thường đâu. Cái này là bọn tôi chơi để kiếm tiền mua nhà đấy. Đúng. Mời anh em uống rượu nhá. Đây, anh em uống rượu với bọn tôi nhá. Đây này. Đấy. Mời anh em nhá. Bây giờ hết đoạn ngầu anh em quay trở về cái bình thường. Bây giờ chế độ bình thường. Đây là không còn phải là Negroni đây anh em ạ, nó là Coca rồi. Tôi bốc rồi ông lên đi. Bốc rồi à? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.